thiết thực tổ chức các hoạt động tưởng niệm 80 năm ngày anh hùng liệt sĩ Kim Đồng hy sinh ngày 15 tháng 2 năm 1943, ngày 15 tháng 2 năm 2023. Sáng nay, ngày 12 tháng 2, Hội đồng đội thành phố phối hợp với Cung Thiếu Nhi Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên đề Sáng mãi tên Anh và giao lưu với đội viên ưu tú đạt giải thưởng Kim Đồng Toàn quốc. Anh hùng liệt sĩ Kim Đồng, người đội trưởng đầu tiên của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ thiếu nhi Việt Nam phấn đấu noi theo giải thưởng cao quý của trung ương đoàn dành cho các đội viên xuất sắc tiêu biểu toàn quốc cũng được lấy theo tên anh giải thưởng kim đồng thành phố đà nẵng nhiều năm qua đã có nhiều tấm gương đội viên tiêu biểu đạt nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện được tuyên dương giải thưởng cao quý này Tại chương trình sinh hoạt chuyên đề, các thành viên câu lạc bộ chỉ huy đội thành phố Đà Nẵng đã tham gia tìm hiểu về cuộc đời của anh Kim Đồng và các đội viên đầu tiên của đội thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh, đồng thời gặp gỡ và giao lưu với hai cán bộ đội tiêu biểu xuất sắc đạt giải thưởng Kim Đồng toàn quốc năm 2022. Qua đó tạo động lực cho lớp lớp măng non thành phố rèn luyện noi gương để trở thành những đội viên xuất sắc chống ngoan bác Hồ.